thành cửa cho tôi sắp hết đôi chiếc ơi, ôi không ôi không, đừng nói là nó phá được cửa mình nha, ôi không chia đi vô được coi. Ôi trời ơi, nó sắp dứt rồi, đừng cái phòng ăn rồi, ăn bao rồi, chạy thôi chạy thôi chạy thôi chị Mèo giúp ơi, chạy lại lên đi ơi, chạy lại lên, chạy lên thoát khỏi đây nhanh lên. Ok, như còn thiếu ai đó chết rồi. Ôi chị Mèo, chết rồi, chị Mèo bị kẹt lại rồi. Huy mới dắt ơi, quay lại cứu tôi ơi, chị vậy, ôi không, nó chặn đường mình rồi. Nhưng mà bây giờ hả, cameraman với lại chị Mèo đã bị bắt lại rồi, giờ chúng ta phải nghĩ kế hoạch để cứu hai người đó nhanh lên, nếu không thế giới này sẽ đến tận thế đó mọi người ơi, nhanh lên nhanh lên. Rồi mở camera, mở camera, đưa con đi thôi. Ôi ơi, trên này không có Skibidi nữa, sao giờ, sao giờ, sao mọi người ơi, đông quá à. Giờ bây giờ làm gì bây giờ? Đi về làng sinh tố, giờ ai ta giúp đi. Ôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ về làng sinh tố để cầu cứu mọi người đi. Trời ơi, Skibidi đầu bự quá vậy trời, vậy đi. Cái gì vậy, đây là đâu vậy, sao xung quanh mình toàn là Skibidi không vậy hả? À, mấy người tính làm gì tôi, mấy người tính làm gì tôi à. Không biết làng sinh tố còn ai không ơi, sao cái bay đi nữa kìa. Ôi trời ơi, sao ơi, đâu có cái bay đi. Ôi trời ơi, cái gì vậy, ôi chị Na bay hả, đâu ra vậy, ôi trời đất ơi, chị Na vẫn còn an toàn, trời ơi, cảm ơn chị Na nhiều nha. Mấy đứa có sao không? Ôi tụi em không sao, tụi em không sao, nhưng mà chị Mèo đã bị bắt rồi. Đúng đó. Rồi, chị Mèo đã bị bắt, không những thế là cái con cameraman, cái kẻ duy nhất biết được cách tiêu diệt Skibidi cũng bị tụi nó bắt luôn rồi. Bây giờ tụi em không biết đi đâu để an toàn hết đó, chị Mèo. Đúng rồi. Qua nhà chị đi, chị đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Hả? Chị nói thiệt hả? Vậy thì tuyệt vời quá mọi người ơi. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta hãy tới nhà chị Na để có một nơi trú ẩn an toàn nè. Let's go. Được rồi, đi theo chị Na đi mọi người. Ok, vậy. Wow, đây chính là chị Na, chị Na bị sao? Wow, như nó đã được nâng cấp rồi các bạn ơi. Ôi, ở trên kia có một cái biển hiệu đó chính là cấm Skibidi hả? Trong nhà này không có Skibidi. Ôi, wow, wow. Hình như nhà chị Na bị lớp kính còn được thay thành cái kính gì luôn nè. Wow, vậy đây chính thật là một cái căn nhà an toàn luôn rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta sẽ yên tâm ở trong này rồi, ha ha ha. Không những thế, chị còn trang bị camera khắp cái nhà này. Chúng trang bị camera khắp nhà luôn sao? Ồ, thiệt sao? Để em coi thử coi, hãy cho. Wow, thiệt nè các bạn ơi. Chúng ta có thể theo dõi camera, theo dõi mọi thứ xung quanh cái làng thông qua cái laptop này các bạn nè. Đây chính là phía cửa sau này các bạn ơi. Ôi sao có con gà chạy ngay cửa vậy? Còn đây chính là cái cửa phía sau nhà này các bạn ơi. Vậy là chúng ta có thể theo dõi xung quanh cái căn nhà luôn rồi. Nếu vậy thì còn gì bằng nữa đúng không mọi người ơi? Ôi trời ơi, trời chuẩn bị tối kìa mọi người, cảnh giác đi. Ôi trời tối sao? Ôi trời tối thiệt rồi kìa các bạn ơi. Không biết đêm nay chúng ta sẽ như thế nào nữa, chúng ta có thể an toàn bên trong căn nhà này không thì các bạn đừng quên coi hết video nha. Trời ơi mọi người, trời ơi. Tôi đang coi cam đây, tôi đang coi cam đi. Phía sau nhà chúng ta vẫn an toàn, không có thấy hiện tượng gì là Skibidi xuất hiện gì hết trơn anh em à. Ai ai, vậy thì ổn quá rồi. Đúng may quá, không có gì vậy sao? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì nè? Ủa có cái gì sao? Ủa cái gì không lẽ Skibidi tới sao? Ôi cái gì? Ủa cameraman hả? Cái gì vậy? Wow, cameraman còn sống sao? Vậy mà tôi tưởng cameraman đã bị Skibidi tiêu diệt rồi. Tôi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Cameraman chính là người duy nhất có thể biết cách tiêu diệt được Skibidi các bạn ơi. Nhưng mà lần trước sau khi cái hầm an toàn của tụi mình đã thất bại, tụi mình đã tưởng cameraman đã bị tiêu diệt rồi nhưng mà không, ông vẫn còn sống kìa các bạn ơi. Vui quá. Cameraman ơi, tới đây nè, tới đây nè. Ôi, từ, nhưng mà tôi thấy có gì đó lạ lạ thì cái ông cameraman này các bạn ơi, từ, để tôi kiểm tra một cái, tôi chắc cam gần một xíu. Tôi thấy ông cameraman này có gì đó lạ lạ các bạn, để tôi zoom cam gần lại coi. Được rồi, để tôi zoom gần lại coi. Ui, cái gì? Hình như camera này không phải là camera bình thường mà sao camera này nó kém, nó có màu đỏ vậy trời. Sao tôi thấy ông cameraman này có gì đó không ổn coi. Từ từ quý ơi, đóng cửa lại, đóng cửa lại quý ơi. Trời. Ủa sao vậy? Thôi mọi người nhìn kỹ lại không? Đi. Hình như ông cameraman này có gì đó không ổn. Nhìn cái camera của ông kìa. Sao ông đỏ lè vậy? Tao cũng không biết nữa. Không biết là sau khi ông bị Skibidi bắt là có chuyện gì xảy ra với ông nữa các bạn ơi. Trời đất ơi, sao ông cứ đứng trên cửa ngoài? Đúng rồi, chúng ta đi kiểm tra cam ở ngoài xem thử ông đang làm gì ở ngoài cho nó rõ ràng hơn các bạn ơi. Được rồi, mở cam lên. Ui, hình như ông cứ đứng ngay ở trước nhà chúng ta kìa. Ôi sao cái cam bị vậy? Ôi cái cam tự nhiên nó giật giật lên mà cam bị lỗi ra trời. Ôi chuyện gì vậy ta? Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cam bị lỗi rồi mọi người. Ôi sao cam nó chuyển qua chỗ nào luôn rồi nè, nó ơi. Hình như tôi đang chuyển qua cam của cái ông camera, sao mình đang thấy những gì mà ông camera đang nhìn mình vậy? Con gà nói gì á, không hiểu. Trời đất ơi, có nghĩa là bây giờ tụi đang nhìn thấy tụi mình qua góc nhìn ông camera này mọi người ơi, nhìn kìa. Ơi mọi người ơi, sao cái cam nó xuất hiện cái dòng chữ chết gì ghê quá vậy? Giờ nó gửi ám hiệu gì cho mình vậy trời? Hình như nó bắt đầu chuyển rồi, hình như nó đang nhắm tới cái cửa bên phải của chúng ta kìa. Nó ơi, đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại, nhanh lên em ơi. Đóng đi, đóng đi. Trời đất ơi, nguy hiểm quá. Vậy là bây giờ chúng ta có thể thấy được góc nhìn của nó đang làm gì luôn anh em ơi, nguy hiểm quá vậy trời. Nó đang đi kiếm chỗ khác mới vô kìa. Ơi, nó vẫn đang đi kiếm chỗ khác rồi, rồi. Hình như nó đang vòng vòng lui sau nhà bên kia các bạn ơi. Các bạn có thể thấy camera đi. Ơi, mọi người đóng cửa lần sau lại, đóng sau lại, đóng cửa lần sau lại. Chị Na bây giờ đâu rồi? Ôi trời đất ơi, quay quá. Ơi, chị đã bị đóng cửa rồi. Ơi, bây giờ nó qua cửa bên trái kìa, bên trái kìa, cái cửa bên nhà bên kia. Đóng lại, đóng lại. Ơi, đóng lại. Ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời
ơi, ôi trời đất ơi, mày quá chết rồi mày hả camera. Trời đất ơi, con camera này nó đã bị nhập rồi anh em ơi. Bây giờ nó cố gắng nó xâm nhập cho nó tiêu diệt của mình là gì vậy? Được rồi, dễ coi tiếp tục nó sẽ đi đâu. Ôi trời như mọi người, sao tôi không xem được cam nữa? Ôi sao nó mở cam luôn rồi? Ôi dễ trời ơi. Ôi sao mà tiêu cái cam luôn rồi? Ôi bây giờ mình không xem được nữa luôn rồi. Gì kỳ vậy? Bởi vì nó là camera man cho nó điều khiển mấy cái camera đó để cho mình không thấy nó đó. Đúng rồi các bạn ơi. Tại vì hồi nãy mình có thể thấy nó nên mình có thể đóng cửa kịp thời, nên bây giờ nó không cho mình coi cam luôn. Bây giờ sao đây Huy ơi? Giờ sao đây mọi người ơi? Năng lượng nó bị tụt. Đúng rồi mọi người ơi, bây giờ 5 cục pin nó đã tụt còn 4 cục pin đã quên mất là chúng ta còn vụ này nữa. Nếu mà chúng ta đóng cửa quá lâu thì những cái cục pin nó sẽ giảm xuống, và nếu hết năng lượng thì cửa nó sẽ mở mãi mãi luôn. Nên bây giờ chúng ta hãy mở bất cửa đi. Rồi đi kiểm tra cho xung quanh. Rồi mở bất cửa, mở cửa đi. Chỗ nào không có camera thì chúng ta hãy mở cửa ra đi. Bên này không có, bên này không có, bên kia có, bên kia có. Anh em mở hết đi, mở đi anh em ơi. Mà nếu mở vậy mà không có camera làm sao biết nó đi ở đâu? Đúng rồi, nếu vậy thì lỡ nó chạy vô mình không kịp đóng cửa là chết luôn đó các bạn ơi, nguy hiểm lắm. Giờ sao đây Huy Nấp ơi? Có ý này. Ui cái gì đây Huy Nấp ơi? Tao vừa gắn cái camera mini vô cái xe này nè. Đó, để mà lúc xe điều khiển nó có một cái camera mini sao? Đúng rồi, và mình sẽ sử dụng cái camera này theo dõi nó mà nó sẽ không bao giờ biết. Hay lắm, hay lắm, ý kiến hay đó Huy Nấp ơi. Tao là tiến sĩ tay ba hả? Ok, được rồi. Ui bắt đầu lái điều khiển chiếc xe rồi kìa các bạn. Được rồi, chạy ra làm sao không cho camera biết ra. Được rồi, đi ra rồi kìa các bạn ơi. Trời ơi, hay không vậy? Anh em mày cầm cái điều khiển này mình xem luôn được á. Mình có thể cầm được cái điều khiển này để mình coi camera coi. Được rồi, mình mở lên coi. Hay cha. Wow, mình đang trong cái góc nhìn của chiếc camera trên chiếc xe điều khiển này nè các bạn ơi. Được rồi, vậy bây giờ mình sẽ tìm kiếm thử cái con camera hồi nãy nó đang đứng ở đâu để mình có thể báo mọi người đóng cửa kịp thời các bạn. Chạy một vòng căn nhà này thử coi. Đâu rồi ta, đâu rồi ta, đâu rồi ta? Thấy nó chưa? Mày thấy nó chưa? Chưa có thấy nó ở đâu. Ôi, hình như thấy nó rồi kìa các bạn ơi. Nó đang hướng nhìn trong cái cửa đằng sau nhà bếp đó. Mọi người chuẩn bị nha, mọi người chuẩn bị tinh thần nha. Khi nào mà nó chạy tới là em sẽ báo mọi người đóng cửa liền nha. Được rồi. Ôi, nó chạy tới rồi kìa. Đóng cửa lại đi chị đó bây giờ. Trời đất ơi, bay quá đi bốc leo rồi. Bây giờ mày làm gì nữa anh cõi ơi? Ôi, hình như nó tới cửa phòng ngủ rồi chị đó bây giờ. Đóng cửa phòng ngủ lại nha, đóng lại đây. Ôi mày hả con nghe, ha tuyệt vời. Trời đất ơi, có cái camera từ cái chiếc xe mini là xịn quá các bạn. Bây giờ nó đi lên trước rồi các bạn ơi. Có cái camera này xịn quá đi mất. Mọi người ơi, chuẩn bị nha, nó chuẩn bị lên cửa trước rồi nha mọi người. Chuẩn bị đóng cửa trước này, đóng đi mọi người. Nó tới rồi kìa. Đóng lại nè. Mày giả con à. Nó qua cửa bên phải, chuẩn bị rồi. Đóng đi nhanh mọi người, đóng lại nhanh lên. Mày giả con này thì camera man hả? Trời đất ơi, bây giờ mày làm gì tiếp theo đây? Mày đầu hàng chứ cái tên kia. Nó bắt đầu thả những cái con camera gì kia, nó thả những cái con camera tí ơi. Nó làm gì vậy? Mấy cái con đó nó chui ra mất tiêu rồi nãy. Mình thấy đó mà. Nó đâu mất tiêu rồi, không thấy nữa. Chui xuống dưới bể bơi hay là sao? Không biết nó chui vô bể bơi để làm cái gì đâu kìa vậy? Nó chui từ bồn cầu ra nè. Cái gì? Nó chui vô bể bơi sao? Nó chui từ bồn cầu ra sao? Cái gì? Nó chui từ bồn cầu ra kìa. Mày ơi, qua chừng mày đi con, Ôi, đây chỉ là mấy con camera nhện đi coi. Đó là mày đi coi. Đâu rồi? Trời đất ơi, nhiều quá vậy. Chị nó biết bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao đây? Ghê quá các bạn. Mình đã sợ nhện đâu, gì là nhện camera nữa. Chị nó biết có súng mà. Ok, được rồi, 1, 2, 3, mở cửa này, bắn ở đây. Tiêu diệt, được rồi. Không ngờ là cái con camera nó thông minh vậy luôn các bạn ơi. Tiêu diệt vậy. Ôi dồi, con. Còn một con kìa, mấy con ở trong góc kìa các bạn ơi. Ôi, tiêu diệt anh luôn gì rồi. Đi. Trời đất ơi, may quá, cái con camera nó thông minh quá các bạn. Nó thả mấy cái con đó vô cái bể bơi để nó chui ra từ cái bồn cầu, đáng sợ thiệt. Chết quên, để chúng ta phải kiểm tra ở trước đây, nhanh lên. Quên. Mà vẫn còn đầy binh cô gái. Ôi, binh chúng ta vẫn còn đầy, vẫn còn tận 3 cục là vậy, chúng ta có thể yên tâm rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta thắng rồi sao các bạn ơi? Ủa kìa. Nhìn cái gì? Nhìn nó ngoài sao cái vậy? Ủa, nó đang làm cái gì vậy các bạn ơi? Nó đang đứng đó làm cái gì vậy ta? Đừng nói à. Ủa? Ôi, nó trở thành cái gì kìa nè bơi ơi. Ôi, nó trở thành cái camera man siêu khổng lồ luôn. Ôi, nó đi tới cửa mình làm gì? Ôi trời. Ôi, nó đang cái cửa mình ơi. Nó đang một cái ơi, tim mình nó có giảm xuống mà 4 cái rồi kìa. Nếu cái trái tim nó giảm với tim về mất không là cái cửa này nó sẽ vỡ mất các bạn ơi. Chị Nabi ơi. Cái này cho. Mày.
ơi, nó đi lên cửa sau. Nó còn là cửa sau rồi kìa ơi, nó như nó lùi nó phá cửa này nè em ơi. Trời ơi, còn một tim luôn rồi kìa các bạn ơi. Ôi ôi, không hết luôn rồi. Vậy là cái cửa này cũng bị phá luôn rồi. Và đây chỉ là cậu cánh cửa cuối cùng, đừng nói là nó cũng phá luôn rồi các bạn ơi. Ôi không. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Mình nó bị phá cửa trơn rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ôi sao chỗ này nó rung rung quá vậy mọi người ơi. Ôi hình như nó đánh lên đi các bạn ơi. Trời ơi, đúng rồi, mình có chiếc xe điều khiển mà đúng không các bạn? Đúng rồi, mình sẽ điều khiển chiếc xe nó chạy ngay lại, điều khiển chiếc xe lại cho. Đúng rồi. Ủa, con nghe em làm gì vậy? Chị cứ tin em được rồi, mày ngơ mày tới đây ấy con kia. Mày ngơ mày tới đây con kia ơi, nó sẽ đạp cho chiếc xe bà té kìa nè. Ôi giời, đang ơi, nó té rồi kìa, đang ơi. Ôi, thế rồi hả? Ôi, thôi, 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 là giờ chiếc xe mình điều khiển nó cho nó đạp vô cái chân, tại vì nó rất là bự, nó chỉ cần trượt chân một cái nó té, nó nằm một cục luôn rồi. Không hiểu tại vì sao camera là người tốt sao tự nhiên trở thành người xấu như vậy các bạn ơi. Các bạn ơi, hình như trong cổ nó có gắn cái chip gì nè, để tao tháo ra thử coi. Ôi, đâu đâu đâu, tháo ra thử coi Huy Đức. Đấy chưa. Ôi cái vậy, ô Huy Đức tháo ra được cái gì nè các bạn ơi. Ôi cái cục chip này là cái gì vậy Huy Đức ơi? Như cái cục này nó điều khiển cho con cameraman làm điều xấu đó. À vậy hình như là do những cái con Skibidi nó đã gắn vô đầu của camera nên camera mới xấu vậy các bạn ơi. Nhưng mà camera vẫn là người tốt thôi, được rồi. Bây giờ chúng ta hãy chữa lành cho camera rồi hả? Cùng nhau kiếm cách để tiêu diệt Skibidi thôi các bạn ơi. Vậy thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thấy video này đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng xem tôi tim nha. Và các bạn muốn tiếp tục coi tôi về series của Skibidi và camera man này thì đừng quên comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye.